Rồi cả nhà ơi, sau thời gian thì cái món cơm nó lên rồi ha. Thì ở đây rất là cái công tác quen. Hello, xin chào cả nhà, lại là Nindy Việt Nam đây. Cả nhà ơi, hôm nay là một cái dịp rất là đặc biệt á. Thì Nindy đang đứng dưới nhà của Nindy nè cả nhà. Thì Nindy sẽ bắt đầu một cuộc hành trình này rất là nói chung khá đặc biệt á. Tại vì hành trình này Nindy sẽ về quê á để ăn đám cưới của một người em. Thì bây giờ bắt đầu là khoảng 6 giờ rưỡi sáng cả nhà. Thì Nindy vừa ăn sáng xong, tại vì ở dưới nhà mình ăn gấp rút để mình chạy về quê ha. Thì quê Nindy ở đâu cả nhà? Quê Nindy ở Châu Đốc, An Giang nha. Thì Nindy xin mời cả nhà đến với Châu Đốc, An Giang một lần ha. Để thì cái tập này cả nhà thì Nindy sẽ quay theo hình thức là trên chuyến xe của Nindy và những cái trải nghiệm của Nindy trong cái hành trình 230 cây số về tới từ Sài Gòn, từ cái nơi mà nhà của Nindy nè, tính từ cái nhà của Nindy là 230 km về tới Châu Đốc, An Giang ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng khám phá trên cái đoạn đường đó như thế nào và hành trang mà Nindy sẽ chuẩn bị cho cái chuyến về quê này như thế nào để đi đám cưới của một người em dòng họ ruột ha. Thì rất là đẹp, nhưng mà Nindy đứng ở đây để quay cho cả nhà, tại vì nhà thấy không, ở ngoài sau nó có một cái hoa rất là đẹp. Ở đây giống như người ta Nindy hỏi mấy chú bảo vệ ở đây thì nói là phượng vàng, thì Nindy không biết đúng không, nhưng mà có hoa rất là đẹp luôn cả nhà, đặc biệt là vào mùa hè nó nở ra rất là đẹp luôn. Thì hầu như là một năm nó nở hai lần hay sao á, rất là đẹp. Thì kế bên cái chỗ Nindy ở là có một cái trường mẫu giáo ha. Thì trường mẫu giáo này trồng tất cả mọi cái hành lang của dọc trường á là cái hoa này, cái mùa hè nó nở đẹp lắm cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà sẽ cùng let's go ha. Thì trên cái hành trình này nó sẽ có những cái gì, và nếu mà trên những cái chỗ dừng chân những hình cảnh đẹp như thế nào thì Nindy sẽ cùng với cả nhà trải nghiệm ha. Thì đặc biệt trên cái hành trình này Nindy nghĩ chắc mình cũng phải ăn uống gì đó trước khi về tới Châu Đốc, An Giang. Tại vì cái hành trình đó cả nhà, nếu mà theo như mà Google nó chỉ á, thì cái hành trình là khoảng 5 tiếng rưỡi so với cái lưu lượng thông thường mình đi đường quốc lộ ha. Còn nếu mà đi đường cao tốc và chịu tốn phí thì khoảng 4 tiếng rưỡi là mình tới. Thì bây giờ bắt đầu mình đi nha, đi cùng với Nindy nghe cả nhà. Rồi hello cả nhà, thì cả nhà thấy xe của Nindy đang đậu ha. Thì Nindy sẽ quay lại một chút cho cả nhà xem nè nha. Đây đây, xe của Nindy đang đậu ha cả nhà. Thì Nindy sẽ bắt đầu mình mở cái cốp thử coi cả nhà sao cả nhà thấy được cái hành trình chuyến này của Nindy đi, Nindy sẽ đem về những cái gì nha. Wow, trời ơi, đầy gấp luôn cả nhà ơi. Thì Nindy sẽ chia sẻ thêm với cả nhà nha. Đó, cái này thì là một cái đôi giày á, cái đôi dép này mua cho ba Nindy, tại Nindy thấy đôi dép ba Nindy cũ rồi. Còn bên đây là một cái thùng rượu vang ha, để Nindy về quê tối Nindy có buồn Nindy uống thì Nindy mua cái loại vang trắng của Đà Lạt á cả nhà. Đây nè, vang trắng của Đà Lạt ha. Thì Nindy để dành vậy đó, thì có càng ngày Nindy uống. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có cái đôi giày của Nindy ha. Đôi giày của Nindy thì Nindy sẽ đem về đây đi ăn đám cưới. Rồi, còn ở đây thì có nước, có mì gói. Rồi dưới này thì có bia nghe cả nhà. Đó, dưới này thì có bia ha. Dưới này thì có một nguyên một thùng bia. Rồi bên đây là đồ để mua về cho ba mẹ của Nindy. Có cà phê cho ba Nindy rất thích uống cà phê ha. Rồi Nindy có mua cà phê, mua bánh, mua nui. Còn bên đây là thùng nước suối và đây là cái cặp đồ của Nindy. Và đặc biệt là cái này nè cả nhà. Wow. Cả nhà thấy gì không cả nhà? Cái này là mít ha. Cái này là cây mít ruột đỏ nha cả nhà. Rất là đẹp, nên ăn rồi nên trồng nó luôn. Giờ lớn rồi thì nên phải đem về quê để cho cha nên trồng. Chứ trên này trồng nó không có bóng mát cả nhà thì nó không có phát triển được. Xong một hồi mà nên sắp xếp với cả nhà. Rồi thì nên mới đưa nó vô được đây và nên phải giờ cái đồ của Nindy lên trên này. Đó, cái nhà thấy trời đầy áp luôn rồi. Nguyên cái cốp xe này luôn rồi. Thôi mình đóng lần cả nhà. Đi nha. Rồi. Đó, là mình sẽ bắt đầu ly nha cả nhà. Rồi, như cái nhà nhìn rồi nha. Bây giờ là 6 giờ 54 phút ha.
Thì Ninh sẽ bắt đầu cái hành trình, cả nhà thấy cái ký km bên đây ha, không là 12.690 km, thì chạy về tới quê Ninh là khoảng 230 cây số. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy, mình coi coi cái km này đúng không cả nhà. Thật sự mình Ninh thì Ninh cũng chạy theo Google thôi, chạy mình coi đúng không. Rồi thì hôm nay Ninh sẽ là tài xế chính luôn cả nhà ơi. Để trong cái hành trình này ha, thì trong hành trình này thì có anh của Ninh với em của Ninh nữa, nhưng mà riêng tư Ninh tiện, Ninh không tiện quay. Thì giờ bắt đầu mình sẽ let's go ngay cả nhà. Thì với cái hành trình này thì mình sẽ có chuẩn bị cái gì trên xe để mình đi hay cả nhà, thì Ninh cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà luôn. Thì mình sẽ có chuẩn bị nước đó, mình sẽ có chuẩn bị cà phê. Wow, cả nhà thấy hấp dẫn không? Cà phê này không phải Starbucks không nghe cả nhà, cà phê này là Ninh tự pha đó. Nhưng mà lấy cái ly của Starbucks thôi. Rồi, bắt đầu mình go cả nhà ơi. Rồi, đưa về số đề ha, bắt đầu mình chạy cả nhà. Rồi, kéo thắng tay lên nè. Chỗ này là thắng tay cả nhà. Rồi, xong. Bắt đầu mình chạy. Wow, let's go. Rồi cả nhà ơi, thì bắt đầu mình sẽ set up cái hành trình bản đồ để mình về tới giờ Châu Đốc ha. Thật sự là một năm nên về có một hai lần thôi cả nhà, nên Ninh cũng không có nhớ đường. Đó, thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu vào set up ha. Rồi cả nhà nhìn rồi nha, thì bắt đầu mình sẽ vào tìm kiếm ha. Đó, thì cả nhà có thấy không, thì bây giờ Ninh đã set up lên về tới chợ Châu Đốc nè. Đó là cái lộ trình này nè, cả nhà thấy nè nha. Nhìn cái lộ trình nè, nó sẽ để là 4:44 và 229 cây ha. Thì cái này á, cái giờ này nè cả nhà, là nó theo cái giờ mà chúng ta sẽ đi đường cao tốc nha. Thì cả nhà nhìn qua đây, cả nhà thấy nè nha, nó có hai cái đường đi. Thứ nhất là cả nhà sẽ đi một cái đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về tới cầu Vàm Cống luôn, là đường cao tốc. Sau đó qua Long Xuyên thì mình bắt đầu đi đường thường đó. Rồi cái tuyến đường thứ hai á, là cả nhà sẽ đi theo tuyến quốc lộ 1A. Thì cái lộ 1A thì nhà cả nhà tốn phí, để cả nhà thấy không, không có tốn phí nhưng mà cả nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn, mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa cả nhà. Bây giờ tới nhà thì Ninh sẽ chạy một cái hành trình, đó chính là cái hành trình mà đó đi tuyến đường cao tốc tốn tiền, có trạm thu phí này cả nhà thấy không. Thì mình sẽ mất 4:41 thì chúng ta sẽ về tới nhà. Rồi bây giờ bắt đầu hành trình mình đi nha cả nhà, bắt đầu mình bắt đầu ha. Đi về hướng nam lên đường đó. Số 1 về phía đường số 3. Ok, sau đó rẽ phải vào đường số 4. Bây giờ bắt đầu mình đi nha cả nhà. Buổi sáng ở Sài Gòn tấp nập không cả nhà, bây giờ là 7 giờ ha. Thì cả nhà thấy như ngoài trước này người ta đi làm, thì cái chỗ Ninh ở cả nhà rẽ phải thì, vào đường số 4, sau đó rẽ trái thì gần bến xe miền Tây ha. Thì nên là cả nhà sẽ thấy được là hai bên đường người ta bán cũng rất là tấp nập hàng quán, để mà cho mấy anh chị công nhân buổi sáng, mấy anh chị đi làm á cả nhà, để anh chị có cái ăn rồi mấy anh chị đi cho nó nhanh ha. Đó. Thì từ nhà của Ninh ra tới đường số 7, cao tốc cũng nhanh lắm cả nhà. Đường số 7. Đó. Thì từ nhà của Ninh thì chạy chút xíu là chúng ta đã ra được tới cao tốc rồi ha. Thì bắt đầu mình sẽ di chuyển tới cái chặng đường ngày hôm nay mình đi 230 cây số nha cả nhà. Thật sự mà nói phải vào đường số 7. Ồ, bữa nay là hôm qua ngày Nhà giáo Việt Nam này cả nhà. Hay sao á, treo cờ đẹp quá. Rẽ phải vào đường Sinco. Đó. Nhà thấy hai bên đường treo cờ đẹp không? Rồi, bắt đầu mình đi tiếp nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì Ninh sẽ nói tiếp một chút xíu về cái hành trình này nha. Thì cả nhà biết á, thì vừa rồi á, là chúng là khi mà về tới Châu Đốc quê Ninh á, là chỉ có một cái tuyến đường cao tốc thôi, đó là Trung Lương Mỹ Thuận thôi. Thì rồi sau đó qua cầu Mỹ Thuận á, bắt đầu thì cả nhà sẽ di chuyển ha. Để di chuyển, tại vì Ninh cái này là Ninh chia sẻ cho những cái người mà ở xa quê hoặc là
nước ngoài mà có cơ hội coi được cái kênh của Nin đó cả nhà thì sẽ hiểu được và chờ trải nghiệm được về miền Tây của mình ha. Còn cả nhà nào đã biết rồi thì thôi ha, thì cô thông cảm giùm Nin nha. Thì cái này Nin chia sẻ rất là chi tiết để cho cả nhà có thể cùng với Nin, cùng với chuyến hành trình này chúng ta về tới Châu Đốc An Giang, một cái địa phương và một cái quê của trong đồng bằng sông Cửu Long, mà cũng là một cái nơi là đầu nguồn ha, đầu nguồn của sông Mekong luôn. Và thứ hai nữa là cũng là một cái điểm đến du lịch rất là nổi tiếng của về phía phía Nam, mà đặc biệt là miền Tây ha cả nhà. Thì trước đây á cả nhà thì chỉ có một cái tuyến cao tốc duy nhất thôi, đó là Trung Lương Mỹ Thuận thôi. Thì sau này người ta mới làm thêm cái tuyến cao tốc thứ hai nữa là nối liền từ Trung Lương Mỹ Thuận tới Vàm Cống luôn. Thì cả nhà tới đó thì cả nhà có thể về Vĩnh Long ha, hoặc là cả nhà có thể đi thẳng và cả nhà sẽ đi đến tới cầu Vàm Cống. Thì trước đây mình chỉ có cái cầu Mỹ Thuận thôi cả nhà, thì sau này là mới làm thêm hai cái cầu nữa ha. Đó là một cái cầu Vàm Cống và thứ hai nữa là một cái cầu từ bên Đồng Tháp nữa cả nhà, là cầu Cao Lãnh ha. Đó là hai cầu rất là đẹp đó. Thì cái hiện tại bây giờ đó cả nhà, thì một lát nữa thôi nên sẽ chia sẻ với cả nhà thêm về khi mà mình tới Mỹ Thuận đó cả nhà, thì nó có thêm một cái cây cầu mới đang được xây ha, đó là cầu Mỹ Thuận 2 cả nhà. Cầu đó cũng rất là đẹp ha. Rồi thì xíu nữa nên sẽ chỉ cho cả nhà xem nhé. Cầu đó cũng chuẩn bị hoàn thành rồi cả nhà, thì nó khoảng trong năm tới là nó đã hoàn thành rồi, nghe dự kiến là vậy. À, thì bây giờ cả nhà sẽ cùng mình khám phá hành trình này đi cả nhà, let's go. Rồi sáng ngày hôm nay trông rất là đẹp ha, và đường cũng rất là vắng cả nhà. Tại thời giờ này thì người ta cũng nó giữa giữa để đi tiếp quốc lộ 1A. Nên là cả nhà thấy bên phải là người ta đang đi làm và bên trái người ta đi làm rất là đông ha. Còn những giữa cái làng của mình thì nó trống hơn, tại vì cái làng sẽ hơi đi về hướng 600m nữa. Tại người ta tại vòng xoay An Lạc đi theo đường xa thứ ba vào xa lộ Đại Hàn quốc lộ 1A. Đó, thì cả nhà sẽ thấy là nó vắng vẻ hơn, nếu mà hướng về thành phố thì sẽ đông hơn. Mà cái đường của Nin đi cả nhà thì cái đường này thì lại khác biệt. Nếu mà cả nhà đi theo cái hướng mà từ phía đông vào á, thì cả nhà sẽ đi theo cái hướng là đại lộ Võ Văn Kiệt ha, thì cái đường đó sẽ đông Nam hơn. Lên cầu An Lập, xa lộ Đại Hàn về phía vòng xoay An Lập. Còn ở đây thì mình sẽ đi dễ dàng hơn. 400m nữa, tại vòng xoay An Lập, đi theo lối ra thứ ba vào xa lộ Đại Hàn, quốc lộ 1A. Cả nhà sẽ thấy nếu mà cả nhà nào mà đang ở những cái nước ngoài cả nhà thấy nhớ ha, thì ở đây cả nhà thấy được cái vùng Vịnh An Lạc đó, bên tay trái này cả nhà. Vịnh An Lạc bữa nay cũng có rất là nhiều những hình ảnh trông rất là đẹp ha, thì là vững tin sáng tạo rồi phát triển ha. Cả nhà có thể thấy rất là đẹp. Thì bắt đầu mình sẽ vào cung đường này thì nó sẽ đông hơn khá là nhiều so với cung đường nãy ha, thì cung đường này nó sẽ hướng về miền Tây cả nhà, ra khỏi vòng thì hướng vào cao tốc và đi Long Xuyên ha. À, chị Google bữa nay chị rất là nhiệt tình, cả nhà thấy không? Đó, thì bây giờ mấy cái bảng chỉ dẫn được cũng rất là dễ cả nhà, nhưng mà thật sự có Google chỉ đường thì nó dễ hơn rất là nhiều ha. Như cả nhà nhìn thấy mấy cái biển chỉ dẫn nè, đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Bến Lức là trung tâm đăng kiểm. Như dân ha, người ta để những cái bảng rất là bự và rất là dễ dàng luôn. Đó, cả nhà đi cái nhà dễ biết lắm. Như cả nhà nhìn bên phải này ha, cả nhà sẽ thấy để chữ Long An nè. Đó, tức là những cái tuyến đường nó rất là dễ để cho mình chạy. Và bây giờ đường xá giao thông cũng rất là đẹp, không cả nhà. Đường rất là rộng rãi ha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp ha. Tiếp một đoạn nữa thôi là cả nhà sẽ thấy cái tuyến đường nối vào cao tốc. Thì hôm nay đi chạy cái tuyến đường này để quay cho cả nhà xem cho nó đẹp, với cả nhà còn có cái tuyến đường bên kia nữa. Nhưng mà tuyến đường bên kia thì nó dẫn thẳng vào cao tốc luôn, thì nó không có đẹp bằng cái tuyến đường này. Và nên muốn chạy cái tuyến đường này để cho mọi người xem cho nó đẹp. Hai bên hàng người ta trồng cây rất là nhiều ha. Thì cái tuyến đường này á cả nhà, là đi ra thì nó sẽ về cao tốc, nhưng mà đi vô nó lại là cửa ngõ. Nhìn lên cả nhà thấy nè, bên đây nó có một cái cửa ngõ đi qua đường Võ Văn Kiệt ha, rồi Nguyễn Văn Linh, rồi mọi thứ đi về quận 7 ha, thì cả nhà sẽ đi hướng kia. Còn bây giờ mình chạy về lại tuyến cao tốc thì mình đi theo hướng này. Ra đây thì cả nhà bắt đầu thấy cái tiếng ồn ào của xe cộ rồi. Và sáng này rất là đông, người ta đi làm ha, cả nhà thấy không? 300m nữa,
đi bên trái để vào xa lộ Đại Hàn, quốc lộ 1A. Chạy một xíu thôi cả nhà là mình sẽ tới cao tốc rồi. Chỉ cần qua một cái cầu thôi là mình sẽ bắt đầu vào cao tốc ha. Rất là phát triển luôn cả nhà. Qua tới đây thì bây giờ đó là theo cái chính sách của nhà nước mình đó cả nhà, là giãn dân á. Tức là dân không có dồn vào trong thành phố nhiều nữa mà là giãn ra ở các cái đô thị vệ tinh. Thì ở đây sau này Bình Chánh sẽ là một cái nơi cũng là để giãn dân cư ra cả nhà. Thì hiện tại bây giờ nên thấy cả nhà thì tất cả mọi nơi luôn, không chỉ riêng gì trong thành phố mình mà sẽ là rất là nhiều cái trung tâm mua sắm hoặc là những cái tiện ích đi kèm nó sẽ dời ra những cái khu ngoài luôn cả nhà, để cho những người dân ở đó cuối tuần có thể đi chơi và tham quan ở đó luôn, chứ không cần phải đi vào trung tâm thành phố giống như ngày xưa nữa. Vậy thì cả nhà thấy không? Thì ở đây cả nhà thì cả nhà sẽ thấy nè ha, bên tay phải là cả nhà sẽ vào cái trung tâm hành chính của Bình Chánh ha. Còn mình đi tiếp luôn. Còn mình đi tiếp nữa thì mình sẽ về tới lại cái đường cao tốc và mình sẽ đi về miền Tây. Đó, bây giờ bắt đầu mình di chuyển nha cả nhà. Thì trên đoạn đường này cả nhà đã thấy người ta bán những cái món đặc sản, đó chính là heo quay ha cả nhà. Thì mấy địa điểm này cả nhà thấy nè, hay bán heo quay cho những cái xe mà người xe khách đó cả nhà, để người ta ăn rồi bánh bao đó, để người ta chạy tiếp tục về dưới cái hướng của cao tốc. Tại khi cả nhà vô cao tốc rồi là cả nhà không có dừng nghỉ được. Đó, nên là người ta sẽ bán ở ngoài cao tốc trước. Trước khi mà cái nhà sẽ bắt đầu vào cao tốc nè, cả nhà thấy không? Trích sang phải vào quốc lộ 1A. Đó, cái nhà nhìn cái bản đồ chỉ đường nè ha. Bước thứ hai cái nhà lên trên á, bây giờ là những cái bản đồ tôi để rất là lớn và nhìn rất là dễ. Đó. Thì bắt đầu mình sẽ di chuyển xíu nữa mình sẽ về vào tới cao tốc rồi nè. Đó. Nếu mà cái nhà cái đường này, những cái nhà này cả nhà thấy nè đúng không? Cả nhà đi thẳng lên qua khỏi cầu vượt á, vào quốc lộ 1A. Ngày xưa nó là cái bùng binh nhưng mà bây giờ người ta làm thêm một cái cầu vượt nữa, cả nhà thấy không? Thì nếu cái nhà đi thẳng cầu vượt là cả nhà sẽ về với Long An. À, nhưng mà mình sẽ không đi cầu vượt mà mình sẽ đi dưới cầu vượt này nè cả nhà. Cái đường dưới cầu vượt ha, thì cả nhà sẽ bắt đầu di chuyển bên phải là chúng ta sẽ đi vào cao tốc. Đây nè, quay vô cái màn hình này để dễ nhìn nè. Đó, cả nhà thấy cái bùng binh không? Ở trên là cái cầu vượt ha. Bên phải là cả nhà sẽ đi vào cao tốc nè. Còn nếu mà cả nhà đi về bên trái á, Linh ha, Nguyễn Nhân Linh 17. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vào cao tốc nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Bắt đầu đi vào cao tốc là chỉ còn xe hơi thôi, không có còn xe máy nữa. Đó, để di chuyển vào cao tốc. Nếu mà cả nhà đi thẳng thì cả nhà sẽ đi quốc lộ 1A cũng về được luôn nha cả nhà. Thì cả nhà sẽ qua Long An nha cả nhà. Đi thẳng vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc 01. Cả nhà thấy chị Google chỉ chưa? Cao tốc 01 ha, chỉ có một tiếng đường cao tốc, một chữ Nhân là cao tốc 01 đúng rồi. Đó. Tiếp cao tốc 0195 km nữa. Đó, cả nhà thấy không? Bên phải là người ta đang bán rất là nhiều những hàng quán, cả nhà thấy không? Như cái tiệm Phương Lan gì nè. Đó, đang bán bánh mì heo quay nè, xe khách là đâu rất nhiều ta ăn ha. Ta mua bánh mì ta ăn. Đó, thì ở đây có mọc lên rất là nhiều cái chung cư mới nè cả nhà. Cái chung cư này cũng rất là đẹp nè cả nhà, An Gia nè. Đó. Thì người dân bây giờ đây sống cũng rất là nhiều. Thì bây giờ cái theo cái thành phố mình là giãn ra và những cái tiện ích đi kèm nó cũng về tới những cái này luôn cả nhà, nên là ở đâu khi ở nhà bây giờ cái sống ở đâu ở Sài Gòn cả nhà cũng thấy đều có những cái tiện ích đi kèm hết, chứ không riêng gì là cả nhà hồi xưa phải đi quận nhất, quận 5, quận 10, quận 3 rồi chơi ha. Thì bây giờ tất cả mọi cái mall nó đều có hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ di chuyển cái hành trình này ngay cả nhà. Đó, thì chạy chút xíu nữa thôi là cả nhà sẽ vào cái trạm thu phí. Thu phí bây giờ là tự động hết rồi cả nhà, chứ không còn như ngày xưa nữa. Đó, thì như cả nhà biết ha, thì bây giờ cao tốc á, cả nhà là bây giờ là đã dùng mã quét hết rồi. Thì cái mã quét là nó có một cái miếng dán á, thì qua một cái app thì cả nhà nạp tiền vào đó và cái này quét tự động thôi. Chứ cả nhà không có cần mà phải như ngày xưa của mình phải dừng trạm rồi mình trả tiền rồi mình mới ấy cho người ta rồi xong mình mới đi ha. Còn bây giờ là cả nhà sẽ nạp tiền vào một cái app, thì cái app đó rồi xong rồi cả nhà sẽ đi hết được luôn. Và cái này qua cái nhà không có dừng hết trơn á, qua là nó tự nó quét rồi nó mở cái cần lên giống như ở bên Mỹ đồ, những cái nước phát triển nữa cả nhà. Thì bây giờ ở Sài Gòn mình, miền Tây, miền Nam, miền Bắc, miền Trung gì cũng có hết rồi, chứ không riêng ở đâu hết. Cái này là rất tiện lợi luôn cả nhà, nó giảm được thời gian của chúng ta qua trạm thu phí, và thứ hai nữa nó không có bị kẹt ngay chỗ trạm thu phí luôn, thì chúng ta di chuyển qua rất là dễ dàng ha. Thì bây giờ bắt đầu cả nhà sẽ thấy trên hành trình này đi thì gần tới rồi nè, tới trạm thu phí rồi, xíu tới trạm thu phí thì sẽ quay cho cả nhà xem cái cách mà nó hoạt động cái hệ thống mà thu phí ha.
Rồi cả nhà thấy không? Cả nhà thấy nè, bắt đầu chỉ vào đường cao tốc ha. Đó. Thì nếu mà cả nhà đi ngược lại thì cả nhà sẽ về Tân Tạo nha. Tân Tạo cả nhà vô lại Bình Tân. À, thì bây giờ cả nhà đi thẳng luôn, chúng ta sẽ tới cao tốc ha. Ở đoạn đường này thì bắt đầu đông xe hơi hơn rất nhiều cả nhà. Thì sáng nay nên cảm giác như là người ta cũng bản số Sài Gòn đi xuống tỉnh đi công tác đó cả nhà. Tại hôm nay cũng là cái ngày trong tuần ha. Thì đặc biệt cái đợt này thì em có nên nó lại đám cưới ngay trong tuần cả nhà. Chắc là coi ngày thì ngày tốt á. Đó nên là cả nhà thấy trong tuần người ta cũng thành phố đi xuống tỉnh để mà người ta đi công tác rất là đông ha. Đó cả nhà ơi, bắt đầu mình vào trạm thu phí nha cả nhà. Đó tới trạm thu phí. Ôi sáng nay cái mà đi sớm quá cả nhà, nhìn cái xương nè, cái này không biết xương hay là người ta đốt đồng nữa cả nhà. Nhưng mà ở đây nên chỉ cho cả nhà này, cả nhà nhìn qua cái bảng 60 km rồi nha, cả nhà thấy nha. Nên là cả nhà trước khi mà cả nhà đi vào những cái trạm thu phí là cả nhà giảm vận tốc về 60 km/h nha cả nhà, tại cái này không thôi là cả nhà sẽ bị phạt đó. Ở cái nhà mà vượt quá tốc độ là cả nhà sẽ bị phạt ha. Thì cái trạm thu phí ngày hôm nay là người ta đã bỏ luôn rồi cả nhà, bỏ trạm thu phí nữa rồi ha. Thì cũng đỡ cho mình, cũng đỡ tốn tiền hết cả nhà. Thì đó, cả nhà sẽ bắt đầu vào tuyến cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cả nhà thấy không. Thì cái tuyến cao tốc này cả nhà là nó cho mình chạy nè, vận tốc tối thiểu là 60, vận tốc mà maximum là 100 km/h ha. Với mỗi bên là 3 làn đường, 2 làn đường chạy và 1 cái làn đường dừng khẩn cấp ha. Còn bên kia là cũng như vậy luôn. Nhưng mà sự ở đây á nhà, nhiều lần đến đi tuyến cao tốc á thì nên thấy có nhiều người vượt vào cái đường mà cái đường dành cho cái đường xe khẩn cấp á cả nhà, thì nên thấy cái đó cũng rất là không hay nha. Tại vì cái đó là để dành cho những cái trường hợp khẩn cấp á cả nhà. Cả nhà bị hư xe rồi này nọ kia rồi. Cả nhà dừng khẩn cấp lại, hoặc là cả nhà có tình huống gì đó cả nhà dừng lại ha. Hoặc là để cho những cái xe người ta đi cấp cứu rồi, xe người ta đi ấy, người ta chạy vào tuyến đường này ha, cấp bách á. Nhưng mà mình có một số trường hợp thì mình cũng gấp về cả nhà, mình chạy vào cái tuyến đường này luôn đó, thì nó lại là không hay. Nếu mà nó gặp cái vấn đề gì thì xe cấp cứu rồi người ta sao không chạy được, đặc biệt là những cái lúc mà cái khi mà cái giờ cái lưu lượng xe trên đường nó đông á cả nhà, đặc biệt là những cái lúc mà kẹt xe á, thì cái đường đó mình lắng qua bên cái đoạn khẩn cấp luôn thì người ta sẽ không đi được đó, thì cũng rất là không hay ha cả nhà. Thì anh cũng rất mong rằng mình sẽ lái xe đúng lực ha, để thôi mà cả nhà vô đó là cả nhà bị cái phạt phạt nặng lắm cả nhà. Thì bây giờ á cả nhà thấy á, bây giờ á ở Việt Nam mình cũng rất là hay luôn cả nhà. Cả nhà nhìn tại nhà, cả nhà nhìn thấy mấy cái trạm ở trên không đó, những cái trạm đó cả nhà thấy không, là người ta phạt nguội nha. Ở đó cả nhà thấy không, nè nó cái đường làn khẩn cấp thấy không, để dành cho xe cấp cứu tôi chạy, mình đừng có chạy vô đó nè cả nhà thấy không. Đó ở trên những cái trạm là đều là có camera giám sát phạt nguội hết đó cả nhà, nên là cả nhà chạy hết sức là cẩn trọng nha, để thôi là cả nhà sẽ bị phạt nguội á, chứ bây giờ không có công an gì bắt cả nhà hết trơn á, nó phạt nguội hết rồi. Nên là cả nhà giữ tốc độ của mình đúng nha, chuẩn nha, thì cả nhà sẽ ok ha. Thì cái tuyến đường này dài khoảng 60 km đó cả nhà. Thì cả nhà thấy không, tuyến đường này trông rất là đẹp luôn cả nhà. Tại vì cao tốc này nó được xây ở trên cao á, cao tốc này khác so với những cái cao tốc khác là nó được xây trên cao luôn, nên là cả nhà có thấy ở dưới là đồng ruộng bát ngát ha. Và cái tuyến đường điện 500 kV này cả nhà đó, cái nhà trông nhìn rất là đẹp không. Rồi là tiếp theo nữa nha cả nhà, thì theo mà một cái định hướng sắp tới á, thì tuyến đường cao tốc này á cả nhà, nó đã quá tải rồi. Các bạn quá tải và thứ nhất, thứ hai là nó quá lâu rồi, nên là sắp tới người ta sẽ nở rộng ra cái tuyến đường cao tốc này. Và cái điều mong chờ nhất á của người An Giang quê nên á cả nhà, đặc biệt An Giang mà Kiên Giang á, là mong chờ cái tuyến cao tốc nối liền từ cái phà Dập Cống mà tới cao tốc luôn cả nhà. Thì nghe nói cái tuyến đường đó cũng sẽ khởi công sớm thôi, nối liền từ Cần Thơ qua cao tốc luôn đó. Thì mong rằng sắp tới là chúng ta sẽ có cái đường cao tốc về tới quê Ninh luôn mà rất là nhanh ha. Thì như cả nhà thấy hiện tại bây giờ á là chúng ta đi có 230
cây số thôi, nhưng mà chúng ta mất gần tới là 5-6 tiếng đồng hồ chúng ta mới về tới. Nếu mà lưu lượng giao thông tốt á, thì chúng ta chỉ mất khoảng 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng. Thì cái thời gian đó nó quá lâu cả nhà, so với một cái hành trình có 230 km/h ha, 230 cây số thôi, thì ít nhất á, sau này nó sẽ giảm được rất là nhiều. Và sắp tới nữa nhà nước mình cũng sẽ xây luôn cái tuyến dự định đang đưa vào nghiên cứu khai thác, đang nghiên cứu để mà đưa ra, đó là tuyến đường sắt cả nhà, nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về tới Cần Thơ ha, tuyến đường sắt giống như là cao tốc vậy đó, đường sắt mà nó chạy tốc độ cao quá cả nhà. Rồi là sẽ nở rộng làn đường ra và làm rất nhiều tuyến cao tốc nối tất cả các tỉnh miền Tây luôn. Tại từ xưa giờ thì các tỉnh miền Tây rất là thiếu đường ha, hay nói vui là thiếu đường để mà di chuyển, tại vì miền Tây là một trong những tỉnh là có trữ lượng lúa công nghiệp lớn nhất cả nước luôn cả nhà. Đây là một cái nơi rất là giao thương, rất là đông đúc, mà từ trước giờ chúng ta đã dựa vào cái đường sông rất là nhiều ha. Thì sau này thì mà nhà nước làm hoàn thành những cái tuyến đường cao tốc nữa thì chúng ta sẽ nối được viên cái chuỗi cung ứng của đồng bằng sông Cửu Long là rất là tốt luôn cả nhà. Thì mong rằng sắp tới người dân miền Tây chúng ta sẽ có nhiều cái phát triển hơn ha. Chứ mà như cái tuyến đường cả nhà đang thấy nè, tuyến đường này bây giờ nó quá tải cả nhà. Những cái ngày mà đông á, đông đúc hoặc là những ngày lễ Tết á, là hầu như bị kẹt cứng luôn, cao tốc chạy hầu như là rất là chậm đó. Thì cả nhà sẽ đi cùng với Ninh trên đoạn đường này nha. Thì đoạn đường này cả nhà thì có, khi mà cả nhà về dưới miền Tây á, cả nhà sẽ thấy có một cái hay giống như miền Trung miền Bắc á, tức là mình sẽ có những cái trạm dừng chân để ngừng nghỉ. Và ở đây á, là có một cái trạm dừng chân cũng rất là xinh xắn cả nhà. Thì trước đây thì những cái trạm dừng chân nó không có sạch sẽ lắm, nhưng mà sau này khi mà cái phát triển cao tốc xong á, thì người ta có làm một cái trạm dừng chân cũng rất là sạch sẽ để cho mình đi vệ sinh, ăn uống, mua những cái đồ lưu niệm lặt vặt về cho gia đình người thân, đặc biệt là nem chả này nọ đó cái nhà, trái cây của miền Tây mình ha. Thì chút xíu nữa cái nhà sẽ đi với Đinh. Và thứ hai nữa là nó có những quán ăn trên đường rất là ngon, nhưng mà cả nhà phải biết mới được nha. Thì chút xíu đây để tới cái địa điểm ăn uống đó, Đinh sẽ giới thiệu đến cả nhà địa điểm ăn uống đó rất là ngon. Đó là một cái quán cơm rất là ngon luôn đó. Thì cả nhà hãy đi cùng với Đinh trên hành trình này, cho mình để thưởng thức những cái món ăn trên hành trình cao tốc luôn nha cả nhà nha. Bây giờ mình đi. Bắt đầu mình tới cái trạm dừng chân Châu Thành nha cả nhà. Wow, chạy nhanh quá. Giờ mới có xíu tới trạm dừng chân Châu Thành. Đó, cả nhà thấy không? Có một cái ngã rẽ đi vào trạm dừng chân Châu Thành. Trạm dừng chân này rất là sạch sẽ và đẹp ngay cả nhà. Thì cả nhà có thể đi vào đây đi toilet rồi cả nhà nghỉ ngơi, ăn uống cà phê vậy đó. Trạm dừng chân này rất là đẹp ha, nhưng mà nên phiên cả nhà. Thì cái trạm dừng chân này á thì nó có cả hai bên luôn. Trời ơi, sáng nay đường nó vắng chạy nhanh quá cả nhà ơi. Thì cả nhà thấy sau lưng Ninh đó là trạm dừng chân ha. Thì ở bên đây là cả nhà thấy sẽ để là trạm dừng chân Châu Thành, cả nhà thấy không? Đó, trạm dừng Châu Thành. Nhưng mà ở đây là cái chỗ đậu xe thôi, nhưng mà niêm phiên cả nhà là nên vào Bảo Minh nè. Nhà thấy không? Bảo Minh này nè nha. Cái chỗ này nè, trạm chân này mới sạch sẽ nè, mới ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vô nha cả nhà. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Bên đây toàn là xe hơi đậu không? Thì cái trạm dừng chân này rất là hay. Ha. Rất là sạch sẽ luôn. Mà không gian nhìn cũng đẹp nữa. Đó, cả nhà vô đây, cả nhà không ăn không uống gì cũng được hết trơn. Cả nhà vô đây rồi cả nhà chỉ cần đi vệ sinh thôi, rồi cả nhà ra cũng được, không ai nói gì cả nhà hết. Còn bên đây là có trạm cái trạm cây xăng của Petrolimex ha. Và bên đó cũng có cái khu nữa, nhưng mà nên khuyên cả nhà đi vô khu này nha. Bảo Minh sẽ ở bên đây, ta đang làm tiếp một khu này cả nhà. Đó, ở đây ta có bán cà phê rồi, ta bán nước uống cho mình, có bán cà phê mang về luôn.
Nhưng mà cái điểm đặc sắc á, cả nhà nhìn này nha, đó chính là cái khu nhà vệ sinh đó. Thấy con, khu nhà vệ sinh đây sạch sẽ không con? Sạch sẽ lắm phải không? Đó, nhà thấy không, có hai khu nhà vệ sinh đó, bên nữ và bên nam, rất là sạch sẽ ha. Đó, đây là khu nhà vệ sinh nam nữa nha. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Rồi cả nhà ơi, thì Ninh đã cho cả nhà tham quan một vòng cái chỗ chạm dừng chân ha. Thì ở đây cái nhà thấy chạm chân rất là sạch đẹp ha. Thì cả nhà sẽ vô đây đi vệ sinh, cả nhà ở đây ăn uống và ngồi thư giãn chút xíu trong hành trình, và có thể mua một ly cà phê khi cả nhà buồn ngủ, cả nhà mua ly cà phê rồi cả nhà uống, rồi cả nhà tiếp tục di chuyển ha. Thì bây giờ bắt đầu Ninh sẽ tiếp tục di chuyển hành trình của mình đến với một cái chạy về tới Châu Đốc An Giang và đến một cái địa điểm ăn uống để mình có thể ăn trưa ha cả nhà. Cả nhà hãy đi cùng với Ninh nha. Địa điểm ăn trưa đó là địa điểm nào ha? Đi nha cả nhà, đi cùng với Ninh. Chạy thời gian là Ninh sẽ mở cốp lên, Ninh coi cái cây cả nhà, coi nó có ổn không, nhưng mà nó vẫn ổn, không sao, tiếp tục chạy thôi. Bên đây á, ở bên chỗ mà cái cây xăng á, nó cũng có một cái trạm dừng nghỉ nữa nha. Đó, thì cái nhà muốn ghé bên nào cũng được hết á, bên nào cũng vệ sinh sạch sẽ hết. Rồi, bắt đầu tiếp tục mình xác nhập vào cái làn đường cao tốc để mình đi nha cả nhà. Rồi, về bên tay thôi cả nhà ơi. Bắt đầu mình tới với thành phố Mỹ Tho nha cả nhà. Thì ở ngoài trước đây nè, cả nhà sẽ có một cái đường quẹo vào thành phố Mỹ Tho á. Cả nhà nào mà sống tại Mỹ Tho thì cả nhà sẽ rất là nhớ chỗ này ha. Thì bắt đầu nè cả nhà thấy không, ở đây là nó sẽ hết kết thúc cái cao tốc Trung Lương ha. Đó, cả nhà thấy không, cái biển để hết cao tốc Trung Lương nè. Bữa nay không học sinh đó, rồi, Mỹ ở bên phải là Tân Phước, đi thẳng là Mỹ Thuận, bên trái là Mỹ Tho ha. Đó, rồi cả nhà nhìn này nha, nó bên phải là Tân Phước ha, bên trái là Mỹ Tho, Bến Tre, đi thẳng là Bình Thuận, Vĩnh Long. Chỗ này cả nhà rất là dễ nha, rất là dễ làm đó cả nhà. Tại này nó có một cái chỗ exit ha, lối ra nè cả nhà. Kỳ trước á, khi mà Ninh mới vừa mua xe xong, Ninh về Ninh đứng ở đây cả buổi á, nhìn thấy cả nhà. Tại Ninh không biết là đi cái đường nào tiếp theo ha. Đó, tới đây nè cả nhà thấy không, thì cái cao tốc này nó mới nối sau này thôi. Đó, đi đường kia là cả nhà sẽ về Mỹ Tho, thấy chưa? Còn cả nhà phải đi thẳng luôn nha, đi thẳng thì cả nhà mới về Châu Đốc nha. Đó, cả nhà sẽ bỏ qua cái đường đó ha. Hồi xưa là mình sẽ tới đây xong mình dừng rồi. Còn bây giờ là cái nhà thấy không, nè có một cái xe này nó bị nè, nó thấy không nó nó bị lạc hết chưa, nó chạy lộn đường cái nhà thấy không. Rất là chỗ nào mà lộn đường một cái là cả nhà sẽ bọc nguyên một vòng rất là xa luôn á mới về lại được á nha. Nên cái nhà tới đây cái nhà nhìn rất là kỹ nha. Đó, thì cái nhà sẽ tiếp tục mình sẽ đi thẳng cái đường này là mình sẽ tới đó là mình sẽ tới Châu Đốc nha cả nhà. Đó, đi thẳng luôn. Và ở đây á cả nhà, cái tuyến cao tốc tiếp theo á, hồi nãy cái tuyến cao tốc hồi nãy á, là mình chạy được là vận tốc tối đa là 100 km/h đúng không?
thì cái tuyến cao tốc tiếp theo mà nối giữa Trung Lương, Mỹ Thuận luôn á, đi về Châu Đốc luôn á, Phạm Văn Cống á, là cả nhà sẽ thấy là nó sẽ chặn tốc tối đa chỉ được có 80 thôi, và nó chỉ có hai làn đường thôi, và không có làn đường khẩn cấp luôn nha cả nhà. Đó là cả nhà nhìn này nha, đó bắt đầu là Trung Lương Mỹ Thuận nè, đó tiếp theo này cả nhà thấy không, đó nó chỉ có là 80 km/h thôi. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái tuyến cao tốc tiếp theo để mà chúng ta sẽ về. Tuyến cao tốc này là cả nhà sẽ bị trả phí nè. Đó, cao tốc kia là cả nhà không cần phải trả phí, nhưng mà ở tới đây là cả nhà sẽ bắt đầu phải trả phí. Đó, vừa vào là cả nhà sẽ thấy trạm thu phí liền. Đó, 200m, thấy chưa? Vô tới đây là cả nhà sẽ bị trả phí. Đó, thấy không cả nhà? Đó, trạm thu phí nè. Đó cả nhà nhớ tới trạm thu phí cả nhà chạy rất là chậm dạ rãi nha. Thì ở đây á, nếu mà cả nhà nào trong tuyến đường vừa rồi cả nhà bị vi phạm tốc độ hoặc là này kia á, thì ở đây sẽ có một cái trạm công an gác, thường là sẽ có trạm công an gác để ngoắt cả nhà vào nha, nên là cả nhà nhớ chạy xe rất là cẩn thận. Đó, trạm thu phí bên tay phải á, là người ta cũng đang làm những cái mấy cái dán để mà qua trạm thu phí không dừng ở cả nhà. Đó cả nhà thấy không, đó như là người ta sẽ dán không dừng nè, ở bên tay phải nè cả nhà nè. Đó, người ta sẽ dán không dừng ha. Đó, nhà thấy không? Đó, không dừng nghỉ nè, đó người ta sẽ có dán không dừng nghỉ. Còn mình tiếp tục mình đi qua luôn, mình đã có dán rồi thì mình qua luôn ha. Còn cả nhà nhớ nha, cả nhà dán rồi cả nhà phải nạp tiền nha. Cả nhà mà không nạp tiền vào là sẽ bị phạt đó. Đó, khi qua trạm thu phí, đó cả nhà thấy không? Xin mời xe qua thấy không? Đó, chứ cả nhà ấy là cả nhà sẽ bị phạt tiền đó nha. Nếu mà không có tiền, đủ tiền để qua là cả nhà cũng bị phạt rồi đó. Đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ bước vào cái làn cao tốc thứ hai. Đó, để về tới Phà Vàm Cống luôn nha. Tuyến cao tốc này nó sẽ cho chúng ta chạy tối đa là 80 thôi. Đó, tối thiểu là 60 ha. Đó, thì Ninh sẽ chạy chậm chậm để Ninh giới thiệu đến cả nhà. Đó, bắt đầu cả nhà thấy không? Chỉ có hai làn xe thôi. Đó. Nên cả nhà nhớ tới đây là cả nhà phải thật sự cẩn thận nha, chỉ chạy được 80 km/h thôi. Ủa mà đi nhớ đi, cái tuyến cao tốc này nó cũng không có nói được tới cái cầu Vàm Cống đâu cả nhà ơi. Nó chỉ nói được một đoạn kia thôi, tới chỗ ra như là cái ngã rẽ ra tới đi về Mỹ Thuận với Cần Thơ thôi. Đó chứ nó không có nói được lên tới Vàm Cống, chắc đi nhầm rồi đó. Đi nhớ không lầm là nó chỉ nói được tới cái chỗ ra tới cầu Mỹ Thuận thôi, là tới chỗ mình sẽ dừng chân ăn uống đó. Thì cả nhà nhìn này nha. Đó, bắt đầu mình sẽ vào tuyến cao tốc này nghe cả nhà. Rồi, chạy thôi, chiêu thôi cả nhà ơi. Ở đây là một khung cảnh rất là đẹp. Ở hai bên là rất là nhiều những cái cánh đồng ha, cánh đồng lúa xanh bạc ngàn, ta cắt lúa xong rồi, và những cái dãy nương ha, những cái dãy mà người ta trồng rất là nhiều những cái cây ăn trái rồi những cái rau củ quả nghe cả nhà. Đó, trông rất là đẹp ha, miền Tây của mình rất là trù phú nghe cả nhà ha. Đó, cả nhà thấy không? Miền Tây mình rất là trù phú, tới đây là cả nhà đã thấy rất là nhiều cái vườn trái cây ha. Đó. Nếu mà cả nhà đi vào ban đêm á, cả nhà có những cái đoạn á, cả nhà sẽ gặp được thanh long nữa, trồng thanh long màu rất là đẹp. Đó. Wow, cả nhà nhìn bên phải nè cả nhà. Nhà thấy người ta đang xả nước vào đồng ruộng ha, để cho chuẩn bị gieo xạ cái mùa mới á cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy nước được xả vào đồng ruộng rất là lên láng ha, để chuẩn bị cho cái mùa tiếp theo, mùa lúa tiếp theo ha. Cả nhà nhìn bên phải nè. Và tiếp theo cái đường này nên thấy đẹp quá cả nhà ơi, hai bên đường là người dân người ta trồng những cái cây dừa cả nhà, những cây dừa lấy trái hoặc là những cái chuối nhìn rất là đẹp cả nhà. Đó, còn xa xa là người ta đã cài cấy lại cho mùa vụ tiếp theo này cả nhà, nhìn thấy hay quá cả nhà ơi. Nhưng mà đi vào cái buổi sáng này cả nhà, là thứ nhất là nắng nó vừa phải, với thứ hai nữa là cái không khí nó mát mát ra cả nhà, trông rất là thích nè cả nhà thấy không. Nguyên một cái vườn dừa của cái nhà này người ta sẽ trồng dừa nè, rất là nhiều dừa luôn. Rồi xa xa cả nhà thấy để chữ thị trấn Cai Lậy
đó, cây lạy thao á. Đón chào cả nhà nè, cả nhà thấy không? Ở đây rất là hay, cả nhà có một cái cầu vượt là người ta sẽ để luôn, kết hợp để luôn cái bảng thị xã cây lạy, nhìn dễ thương quá nha. Ở đây thì thị xã cây lạy cũng là một cái nơi rất là nhiều dựa trái cây nha, cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Nhìn bên phải là nguyên cả một cánh đồng trái cây luôn, chứ không có nói là một cái một miếng ruộng hay miếng ruộng nữa, mà cả một cánh đồng ha. Thị xã cây lạy, thành phố Mỹ Tho ha. Kính chào mọi người nè, đó dễ thương quá. Ôi hai bên cả nhà ơi, bên kia cũng là rất là nhiều cây ăn quả, bên đây cũng rất là nhiều cây ăn quả luôn đó, trông rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đúng là cái nơi của vựa trái cây ha, rất là nhiều trái cây. Cả nhà nhớ nha, lâu lâu cái nhà chạy đoạn cái nhà sẽ thấy cái biển tốc độ nha, là cái nhà nhớ cẩn trọng tốc độ rất là quan trọng nha cả nhà, đừng có để vượt quá tốc độ bị phạt nặng lắm á. Bắt đầu mình sẽ ra tới cái trạm thu phí ha. Thì cái hay ở đây ấy, cả nhà, thì 100 mét nữa. Khi mà cái nhà chạy vào á thì cái máy thu phí nó vẫn quét nhưng mà nó không có tính tiền. Tại vì có rất là nhiều cái đường rẽ ra ha, thì nó không có tính tiền, nhưng mà cả nhà chạy hết cái tiếng này luôn á thì nó bắt đầu tính tiền. Đó, thì cái nhà ra tới đây thì nó sẽ quét thêm một lần nữa rồi nó mới chặt tiền mình. Ha. Nên là khi cả nhà tới đây, cả nhà rất là cẩn thận nghe cả nhà chạy chậm thôi, tốc độ dưới 60 km/h nghe cả nhà, tại đây là lúc nào theo mà Đin thấy đó nha, kinh nghiệm của Đin đó là luôn có công an trực chiến ở đây nha, nên là cả nhà nhớ chạy chậm thôi. 500 mét nữa rẽ trái vào quốc lộ 30. Bây giờ bắt đầu cả nhà qua trạm thu phí rồi nè, đó thì nó mới bắt đầu chặt tiền nè, đó cả nhà thấy không, tại nãy là có rất là nhiều cái rẽ, nghe không, cả nhà thấy có công an chưa, đó rẽ qua ha, thì nên là người ta không có thể nào mà chặt cái tiền ở ngoài kia được, ta chỉ chặt ở cuối nè, nhà thấy không, 101.000, thấy không, nếu mà cái nhà đi hết cái tuyến cao tốc này là cả nhà tốn 101.000, ngày xưa là tới 134.000 lận đó, cái nhà thấy nhìn cái bảng này nha, đi về thị xã Cao Lãnh ha, thị xã Cao Lãnh hoặc là quốc lộ A ha, thì bắt đầu á khi mà cả nhà đi về Cần Thơ á thì cả nhà sẽ đi bên phải đi quốc lộ A nha. Còn bây giờ cả nhà đi bên trái nè, là đi, mình sẽ đi về An Giang nha, đi về An Giang, Kiên Giang nghe cả nhà. Rồi bắt đầu nè, mà rẽ trái mình đi về đó, Kiên Giang và An Giang ha. Đó đi tiếp thì hồi nãy Ninh lộn mấy chỗ này nè cả nhà, Ninh lộn mấy chỗ này nha, thì Ninh tưởng đâu là nó sẽ nói dài tới Dầm Cống luôn, nhưng mà Ninh nhầm cả nhà ơi, nó không nói dài tới Dầm Cống nha, nó chỉ nói dài tới đây thôi. Thì người ta đang làm một cái tuyến cao tốc tiếp theo để mà nói dài lên tới cả Dầm Cống luôn ha. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cái đường quốc lộ 30 nghe cả nhà, để về nha. Đó thì cái này là đi theo Google chỉ thôi, chứ nên Google chỉ cái đường nào nhanh nhất thì mình đi cả nhà, chứ nên thật sự có nhiều tuyến đường để mình về cao tốc An Giang lắm nghe cả nhà, có tuyến đường DT nè, rồi tuyến đường gì đó đi qua Tân Châu, rồi cả nhà sẽ đi về lại cao tốc. Nhưng mà cái quê của Ninh thì nó tiện cái đường cao tốc hơn là tuyến đường Tân Châu ha, nên là đi quyết định đi cho đốc. Đó thì giờ cả nhà mình sẽ tiếp tục mình đi. Wow, ở đây mấy cái vườn mít quá trời cả nhà ơi, hai bên quá trời luôn, nhưng mà đường này thì hơi nhỏ, dưới thứ hai nữa là nó sẽ là đường hỗn hợp á, có xe máy rồi xe, tất cả loại xe ở đây, nên là cả nhà chạy sẽ khó hơn là tuyến đường kia thì chỉ có xe hơi thôi mà chạy nó nhanh hơn, nhưng mà mình tốn cái phí cũng khá là nhiều á, 101.000 cũng khá nhiều ha. Đó nên cả nhà có cân nhắc nha, tại vì một số cái hồi nãy khi mà cả nhà đi á, khi mà cả nhà có thấy một cái điều đặc biệt không? Cái điều đặc biệt là khi mà một cái tuyến đường cao tốc, cả nhà không có thấy bất cứ một cái xe khách nào hết đúng không? Của tất cả những cái hãng xe khách mà đi về miền Tây, cả nhà không thấy đúng không? Tại vì họ đi quốc lộ cả nhà, tại vì đi quốc lộ thì họ sẽ giảm được chi phí.
giảm được cái chi phí 100 mấy chục ngàn á, một chuyến là cũng nhiều lắm đó cả nhà, chứ không phải ít nha. Một ngày mà họ di chuyển rất là nhiều cái chuyến xe mà đi thì nó sẽ là giảm được chi phí khá là nhiều cho cái hành trình đó. Đi lên đi xuống là cả nhà đã giảm được 200 mấy chục ngàn rồi đó. Thì một ngày rồi lưu lượng khoảng 100 chuyến xe khách thôi là họ đã giảm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà đường quốc lộ 1A cũng rất đẹp cả nhà, chứ không phải là xấu nha, nhưng mà có cái là nó hơi chậm hơn thôi. Đây có sự cố accident nha, tầng nghiệp cũ quá rồi. Rồi bắt đầu đi tiếp cả nhà ơi. Ok đó, tuyến đường này rất là nhỏ cả nhà, nhớ chạy xe cẩn thận nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi trên hành trình về tới hai cây cầu có thể nói là rất là tuyệt đẹp ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó anh đang ở thị trấn Cà Lậy nghe cả nhà, trông rất là xinh đẹp ha, dễ thương ha, giống như là một cái thị xã nhỏ bên sông vậy đó. Rồi cả nhà ơi, sau một cái hơn là 3 tiếng chạy ha, thì mình đã tới được thành phố Cao Lãnh cả nhà. Đó cả nhà thấy không, thành phố Cao Lãnh ha. Tuy là cái tuyến đường này nên chạy ngang thì nó cũng nhỏ gọn thôi, chứ nó cũng không thể hiện hết được cái thành phố Cao Lãnh, nhưng mà ở đây rất là đẹp cả nhà. Thành phố Cao Lãnh trông cũng rất là xinh đẹp ha. Rồi ngày xưa thì Cao Lãnh là thị xã nha cả nhà, thì sau này thì Cao Lãnh là thành phố ha, thuộc tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Nè cả nhà nhìn nè, đó xung quanh nè, quay đường xá thì cả nhà xem nè, đó đi sẽ quay đường xá thì cả nhà xem đó. Đây là thị xã gọi là thành phố Cao Lãnh nha cả nhà, đó 8 km. Thì như cả nhà thấy nè, ở đây hiện tại á là tất cả mọi cái gì nó là thiết yếu nhất đều có mặt ở các thành phố, các thị xã hết rồi cả nhà. Ví dụ như Bách Hóa Xanh, rồi những cái head xe máy, rồi điện máy xanh, rồi Thế Giới Di Động, nói chung đầy đủ hết cả nhà. Còn ngân hàng thì thôi, đủ các loại ngân hàng. Rồi thuốc thì có Long Châu, nói chung là đủ hết cả nhà. Nói chung những cái dịch vụ mà đi kèm ở mà một cái nơi mà cần có là có hết. Nhưng mà cả nhà thấy cái điều mà nên thích nhất cái tuyến đường này nè cả nhà. Cái tuyến đường một bên là sông, một bên là ấy này, rất là đẹp, có hàng cây ngang giữa. Khi mà tới Cao Lãnh thì chạy qua cái đường này nên thích ghê, mà người ta đang làm cống lại nè cả nhà. Chớ hồi xưa cả nhà nhìn xuống sông đẹp lắm. Rồi cả nhà ơi, khi mà chúng ta chuẩn bị vào ở cầu Cao Lãnh đó cả nhà, thì cả nhà sẽ thấy một cái tuyến đường rất là đẹp. Tuyến đường cao tốc để nối vào ở cầu này rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái tuyến đường này không? Nó cho là 3 làn xe luôn, một làn xe máy và nó gọi là làn xe thô sơ đó cả nhà, với 2 làn xe cơ giới ha. Đó, thì cả nhà thấy đường rất là đẹp ha. Như tuyến đường này cho chạy tới 90 km/h hay sao đó cả nhà, rất là đẹp. Nó nối tới mấy cây cầu qua những cái kinh đó cả nhà. Thì nãy giờ đến chạy là qua 2 cây cầu rồi. Thì chút xíu nữa thôi mình sẽ tới. Mà cái tuyến đường này nó gọi là đường CT02 nha cả nhà. Thì chút xíu nữa thôi là mình sẽ tới cầu Cao Lãnh. Wow, cả nhà nhìn bên trái là cả nhà nó thấy đường cầu Cao Lãnh xuất hiện rồi ha. Thì bên đây là thuộc thị trấn Lắp Giò ha cả nhà. Rồi cái cầu thì đó, cái cầu Cao Lãnh này hiện ra trước mắt mình đó cả nhà, trông rất là đẹp á. Thì ở miền Tây á, đa phần là người ta xây cầu dây văng nha cả nhà. Cả nhà thấy đây cũng là một cái loại cầu dây văng giống như cầu Mỹ Thuận ha. Đó, thì cái cầu này á cả nhà được khởi công xây dựng vào năm 2013 ha. Và nó đi vào hoạt động năm 2018. Với cái chiều dài của cầu là khoảng 2 km nha cả nhà. Thì cầu này chia làm mỗi bên là 6 làn xe, là 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ ha. Như cả nhà nhìn là nhà thấy nè. Đó, thì bắt đầu mình lên cầu nha cả nhà. Đây là một cái cầu rất là đẹp. Đó, cầu Cao Lãnh ha. Thì cái cầu này được thiết kế bởi sự hợp tác của Úc và Việt Nam
của chúng ta nghe cả nhà. Hữu Nghị Úc Việt Nam ha. Để thiết kế dài cầu này cả nhà thấy đẹp không? Cầu rất là xinh đẹp ha. Nó liền hai bờ sông. Thì thật sự mà nói đây cũng là một trong những cây cầu tuyệt đẹp ở miền Tây á cả nhà. Tại vì nó kết nối được cái giao thông rất là quan trọng á cả nhà. Tại vì khi mà miền Tây của chúng ta cả nhà biết rồi thì cái đường sông là hầu như là rất quan trọng. Và thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái cầu để nối liền tất cả các con sông lại với nhau ấy cả nhà, thì giao thông nó mới thuận tiện ha. Thì vừa rồi là cầu Dập Cống và cầu Cao Lãnh Hoàn Thành á, thì đây là một trong những cái tiện ích rất là hữu ích cho người dân luôn cả nhà ơi, và nó giảm được cái thời gian chúng ta di chuyển rất là cao. Thì sắp tới chính phủ sẽ xây dựng nối tất cả những con sông, tất cả những cây cầu luôn cả nhà. Thì cả nhà sẽ thấy nếu mà về tới Châu Đốc đi thì sẽ nói với cả nhà đó là cây cầu bắc qua từ Châu Đốc bắc qua đó là đâu này ta? Châu Đốc bắc qua Tân Châu cả nhà. Đó trời ơi, cả nhà nhìn thấy cảnh sắc đẹp nè. Trời ơi, từ trên này nhìn xuống cả nhà thấy đẹp không? Một bên là lưới điện ha, một bên là rất là nhiều những cái cây xanh, cây ăn quả. Đẹp lắm cả nhà ơi. Nếu cả nhà có đến thì cả nhà trải nghiệm cái cung đường cầu Cao Lãnh này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Sau một cái thời gian mình chạy hết cả nhà thì nó mất khoảng chưa tới 10 phút nữa cả nhà ơi. Tại vì cái tuyến đường này á, đường dẫn từ Cao Lãnh qua tới cầu Dập Cống là một tuyến đường, cái đường dẫn nó dài khoảng 24 km ha, trong rất là đẹp luôn cả nhà. Và tuyến đường này cho chạy rất là nhanh, và thứ hai là hai bên là ruộng lúa trông rất là đẹp. Đặc biệt nhất là nên thấy được những cái mùa nước này người ta thả nước vô cả nhà, và những cái phần mà lúa sót lại á thì những cái người ta thả những cái dịch đó cả nhà, dịch chạy đồng á, người ta hay gọi là dịch chạy đồng, dịch ăn những cái lúa còn sót lại hay những cái gì có ở trong cái ruộng lúa đó, trông rất là đồng quê, trông rất là đẹp, rất là tuổi thơ cả nhà. Rồi cả nhà nhìn tới đây đó, trước mặt cả nhà đang hiện ra đó là cầu Dập Cống ha. Wow, cho thêm tên cầu Dập Cống đi, nhà thấy cầu Dập Cống rất là đẹp không? Tiếp tục là cả nhà sẽ qua một cây cầu Di Văn nữa ha. Thì cầu này nói chung miền Tây á cả nhà, đa phần là cả nhà sẽ thấy được thiết kế là những cây cầu Di Văn nhìn rất là đẹp, đặc biệt là khi mà cả nhà nhìn từ khía cạnh mà dưới sông nhìn lên cũng rất là đẹp, và cả nhà đi từ xa cả nhà nhìn về cũng rất là đẹp, và cả nhà bay flycam từ trên xuống cũng rất là đẹp luôn cả nhà đó. Thì cái cầu này á, tổng chiều dài nó khoảng là 3 km nha cả nhà, nếu mà con số chính xác đó là 2,9 mấy á đó, thì là nó chính xác luôn đó. Thì tới đây cả nhà đã thấy không đó, cả nhà sẽ qua cầu Dập Cống ha. Đây cả nhà thấy không đó, nó có các bạn chỉ dẫn ha, phà Dập Cống cũ rồi cầu Dập Cống rồi Cần Thơ ha đó. Thì cái cầu này thiết kế cũng tương tự như cầu Cao Lãnh nãy hay cả nhà, thì cũng là đi thấy là 3 làn xe này đó, 1 làn xe thô sơ, 2 làn xe cơ giới ha đó. Và ở đây nó có một cái dây văn màu xanh rất là đẹp ở nhà, đặc biệt là ban đêm mà cả nhà thấy lên màu á là đẹp lắm cả nhà ơi. Đây nè, và ở đây mình thấy nó có cái hay cái chỗ là có lan can luôn nè cả nhà. Cái lan can cái giống như là một cái con lươn đó, nó tách biệt giữa xe máy luôn, nhìn rất là đẹp đó, và rộng hơn, cảm giác của mình là rộng hơn cầu Cao Lãnh cả nhà. Tại vì cái này chiều dài nó có chiều dài dài hơn cầu Cao Lãnh nha cả nhà. Oh wow, đẹp quá cả nhà ơi. Đây là một cái niềm rất là mơ ước và rất là khao khát của người dân An Giang cả nhà ơi. Tại trước đây đi phà Dập Cống rất là kẹt phà và đi rất là lâu ha. Thì bây giờ có cầu Dập Cống, thì cầu này được khởi công 2013 cả nhà, và hoàn thành đi vào hoạt động sau cây cầu Cao Lãnh 1 năm, đó là 2019.
thì cầu này mới đi vào hoạt động, còn Cao Lãnh 2018 đó thì cái nhà nhìn đẹp không? Wow, rất đẹp ha. Thì trước đây tuyến đường đa phần về dưới miền Tây cả nhà là sẽ đi cầu Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận xong rồi đi qua phà. Nếu mà về quê Ninh là một là sẽ đi qua phà Dập Cống, hai là sẽ đi qua cái phà gì nè ta? Phà Bắc An Hòa ở cả nhà đó. Thì cái nhà tới cái nhà thấy không, cung đường rất là đẹp ha. Wow, dưới này là cái nhà cũng thấy được một cái cảnh thiên nhiên, hai bên thì có những cái nhà máy ha, trông rất là đẹp cả nhà. Đó, từ ngày mà có những cái tiếng cầu ở cả nhà thấy nhanh không, chúng ta chỉ cần mất có 10 phút là chúng ta đã qua khỏi cầu rồi. Trong khi đó ngày xưa cả nhà muốn qua một cái phà Dập Cống ít nhất cả nhà phải mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái nào nó cũng có cái hay riêng của nó nha cả nhà. Khi mà cả nhà đi phà, cả nhà cũng có một cái nét đẹp của phà nha. Đi trôi bền bồng trên sông rồi cả nhà nghe những tiếng rao, tiếng bán hàng rong trong rất cũng rất là hay cả nhà. Đó, thì bây giờ đi cầu thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái đó, nhưng mà đổi lại là chúng ta sẽ không nghe được những cái tiếng rao đó, chúng ta không có được nhìn cái dòng sông đang chạy ha. Nhưng mà cái nào cũng có nhược và là điểm của nó cả nhà, nhưng mà quan trọng là thời gian ha. Thời gian thì hai nơi cầu nó sẽ giúp cho chúng ta thời gian rất là nhanh để chúng ta di chuyển về nhà. Rồi, cái nhà thấy không, sau khi mà cả nhà qua khỏi cái cầu ha, thì cái nhà thấy cái bảng rạch sỏi là cái nhà về Kiên Giang luôn. Phải vào đường dẫn đó, đi thẳng là cái nhà về Kiên Giang, còn cái nhà quẹo phải là cái nhà về An Giang à. Đó, nó cũng có một cái tiếng để nói đi về rạch sỏi Kiên Giang ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải để mà chúng ta đường dẫn cầu đi về An Giang 1 km rưỡi nữa đó. Đây là nó gọi là đường lộ tẻ nha cả nhà. Đó, để chúng ta bắt đầu đi vào địa phận An Giang ha. Cả nhà thấy không, các bạn chỉ dẫn ha. Thì tiếp theo đây chúng ta phải vào quốc lộ 80, sẽ quẹo phải về Bắc Lộ đó. À đúng rồi cả nhà, bên đây là nó thuộc Cần Thơ nha cả nhà, còn qua bên đây là thuộc An Giang, còn đi thẳng là quốc lộ tới 81 Rạch Giá dưới nữa đó. Đây là nó gọi là quốc lộ 80 nè cả nhà ơi. Rồi bắt đầu quận Thốt Nốt ở đây vẫn còn là Cần Thơ luôn nè đó, cả nhà thấy không, tới đây là vẫn còn Cần Thơ luôn nha. Đó, nó chưa thuộc địa phận của An Giang đâu. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nè. Ơi, lâu lắm rồi cả nhà đi mới cầm lái á. Đi mới cầm lái một cung đường xa như vậy. Chỉ có những lúc về qua là đi mới cầm lái xa thôi cả nhà. Thường là đi rất là gần ha. Chỉ lòng vòng trong thành phố hoặc là đợt trước đi xa nhất là đi Phan Thiết ha. Đó, thì đợt này nên là những cái đường xá thì không có nhớ đâu cả nhà, mỗi lần đi đâu đi đều phải bật Google hết á, đi xa đó nên là thật sự đi. Nhưng mà cái lần này mình cầm lái á, mình mới cảm giác được là mình nhớ tên đường nhiều hơn á cả nhà. Còn mấy lần trước thì người ta lái rồi mình ngồi thôi thì mình cảm giác mình không có nhớ được tên đường, nhưng mà khi mình tự lái mình sẽ tự cảm nhận, mình tự nhớ tên đường á thì nó sẽ rất là hay cả nhà. Thứ hai nữa là mình sẽ nhớ địa phận của tỉnh nào á cả nhà. Rồi ok. Rồi cả nhà ơi, tới đây cả nhà thấy một cái ngã ba nha. Đó, bắt đầu chúng ta thấy Long Xuyên ha. Nếu đi bên kia thì ta thấy thành phố Cần Thơ. Rồi bắt đầu đi Long Xuyên. Đó. Yeah, cái này gọi là ngã ba gì nè ta? 100m nữa, trích sang trái vào quốc lộ 80. Đó. Thì cái nhà cứ đi thẳng vào quốc lộ 80 là cả nhà sẽ đi về An Giang thôi. Đó, 80 xong tới 91 là tới An Giang đó. Chỉ cần cái này là ngã ba lộ tẻ này cả nhà, đúng rồi, ngã ba lộ tẻ nè đó. Còn bây giờ cái nhà đi tới đây nè là cái nhà 91, đó nữa. Cả nhà chỉ cần tới quốc lộ 91 là cả nhà biết là tới An Giang rồi đó. An Giang là quốc lộ 91 nên nhớ mãi là gì đó. Đó, ở đây có trạm thu phí nữa nhưng mà như ta bỏ rồi cả nhà. Đó. Rồi bắt đầu bước vào địa phận tỉnh An Giang quê Ninh nha cả nhà ơi. À, chào
chào bản chào thành phố Long Xuyên, kính chào quý khách đã bắt đầu hiện ra ha. Thì rồi, xin chào mừng cả nhà đến với Long Xuyên đó. Thì cả nhà ơi, hồi nãy là Ninh đi, Ninh tưởng là đi cái đường á, cái đường mà đi cái đường về đi qua cầu Mỹ Thuận á, thì Ninh sẽ ghé ăn cái quán cơm bên đường kia, là quán cơm sườn rất là ngon. Bây giờ á, mình sẽ bắt đầu ăn một cái quán cơm tấm. Nếu bây giờ tới Long Xuyên rồi á, thì mình sẽ ăn một cái quán cơm tấm rất là nổi tiếng. Nhưng mà giờ này có hợp lý cả nhà, 10 giờ mấy, 11 giờ mình ăn rồi xong là Ninh chạy về quê cho đốc của Ninh luôn là vừa ha. Thì chúng ta sẽ ghé một quán cơm tấm. Khi mà cả nhà bước tới An Giang và đặc biệt là thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thì cả nhà hãy nhớ một cái món đó là cơm tấm nha cả nhà. Đó, cơm tấm là một cái món rất là đặc sản ở đây ha. Thì cả nhà sẽ cùng với Ninh ăn cái quán cơm tấm mà cũng rất là nổi tiếng, cũng rất là xưa, người ta cũng rất là hay ăn ha. Thì cả nhà sẽ đi cùng với Ninh, Ninh sẽ giới thiệu cho nhà quán cơm tấm này. Đặc biệt là những người dân An Giang thì người ta chắc là biết hết rồi. Còn những người ngoài tỉnh thì Ninh muốn giới thiệu cho những người ngoài tỉnh biết, khi các bạn đến với Long Xuyên, An Giang, các bạn sẽ có một cái nơi để mà các bạn ăn trưa, đó là quán cơm tấm. Đây là hôm nay Ninh gửi cho các bạn ăn cơm tấm. Đặc biệt khi các bạn tới đây thì rất là nhiều món nha, An Giang rất nhiều món ngon nha cả nhà. Nhưng mà hôm nay là Ninh có dịp giới thiệu với các bạn món cơm tấm, tại vì em Ninh nó cũng đang thèm. Rồi bắt đầu mình đi. Rồi cả nhà ơi, sau một thời gian Ninh vào Google để tìm kiếm ha, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi nha cả nhà. Đó là cơm tấm Hướng Dương ha, nằm trên đường Phan Đình Phùng nha cả nhà. Rồi giờ bắt đầu mình đi, di chuyển từ thành phố cổng chào thành phố Long Xuyên ra tới đó là khoảng 8 km nữa cả nhà, và mất 15 phút. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nhanh tới đó nha cả nhà, để đi cùng với Ninh nha. Rồi cái nhà thấy bên phải không cả nhà, đó là Châu Đốc ha, đi thẳng là về tới Châu Đốc. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ khám phá thành phố Long Xuyên này một vòng, tới địa điểm ăn là dừa ha cả nhà ha. Rồi đó, vô tới đây là cả nhà sẽ thấy vô hầu như là gần tới trung tâm của thành phố Long Xuyên rồi nè cả nhà. Chỉ cần cả nhà nhìn bên trái cả nhà thấy cái ngân hàng ACB là cả nhà sẽ thấy là hiểu rồi đó, là vô trung tâm rồi đó. Và khi mà cả nhà nhìn thẳng á, trực diện luôn, ngay chân ở một bên cả nhà thấy cái đèn bốn ngọn nha. Đây là một cái, nói chung là một cái nút thắt, giống như là một cái rất là nổi tiếng á. Khi mà nói tới An Giang là nói tới đèn bốn ngọn ha. Giống như địa điểm, đó cái đèn bốn ngọn nhìn đẹp không cả nhà, hồi xưa nhìn xấu lắm, bây giờ đẹp hơn nhiều rồi. Đó, làm cái mới làm lại nhìn đẹp hơn rất là nhiều ha. Đây là đèn bốn ngọn cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vào địa điểm ăn uống nha. Đó, cho cả nhà ngắm nhìn thành phố Long Xuyên xíu nha. Đó, Long Xuyên lúc nào cũng đông đúc hết cả nhà ơi. 400 mét nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ hai vào Ngô Gia Tự. Đó, cả nhà thấy đông đúc không? Quá đông đúc ha. Nếu mà cả nhà ngay một bên, cả nhà đi về bên trái là cả nhà sẽ vô trường, là trường đại học nha. Đó. đi thẳng luôn cả nhà ơi, nên phải tập trung để mà nên tìm cái chỗ ăn cả nhà. Thì tới đây cả nhà sẽ gặp một cái nhà thờ rất là xinh đẹp cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, ở ngoài trước nên là một cái nhà thờ rất là xinh đẹp ha. Thì chúng ta sẽ đi thẳng luôn. Đó, bên tay phải là đường Nguyễn Huệ ha. Đó, cả nhà thấy nhà thờ đẹp không? Rồi chạy tới chút xíu nữa nè, thì sẽ là cái địa điểm ăn cơm trưa nay á. Địa điểm này cũng rất là trung tâm luôn đó cả nhà, cái quán cơm này cũng rất là trung tâm ha. Tới đây cả nhà ơi, nên đang có mặt tại quán cơm tấm Hướng Dương ha. Trời hôm nay nếu mà clip này có quay có sơ sức hay là hình ảnh thành người đẹp lắm thì cả nhà bỏ qua nha, tại vì nên là người lái chính đó, nên là đi nhờ quay nên là có thể là những hình ảnh nó không được chất lượng. Nhưng cả nhà muốn đây là quán cơm ha, nằm số 20 Phan Đình Phùng. Rồi bắt đầu mình vô cả nhà nha, vô quán cơm ăn thôi. Quá đẹp em, quá đẹp. Ừ.
Để nguyên trọng thì chặt ra. Ý muốn hỏi gì đấy? Rồi cả nhà ơi, sau thời gian thì cái món cơm nó lên rồi ha. Thì ở đây rất là cái cơm tấm quay gần đây thôi. Đó, cơm tấm ở nhà thấy đặc biệt không? Chỉ có cái dùng châu đốc, đồng xiên ở đây mới có cơm tấm kiểu gì thôi. Tức là nếu đúng nghĩa cơm tấm á, cả nhà nhìn lại nha. Nhìn cho ở nhà xem. Thứ nhất á, là người ta sẽ có cái thịt giống như là kiểu dạng thịt kìa cả nhà. Người ta cắt nhỏ ra nè. Đó, trứng cắt nhỏ luôn, trứng cắt nhỏ luôn, rồi có một cái miếng trứng đó. Rồi có thêm một số đồ chua, rồi thêm cái này cái gì quá chưa được à, bì hết cả nhà, dưới cơm, đặc biệt là cái cơm tấm ở nhà nhìn nhìn nha, người ta giống như là cái phần tấm thôi, bào rất là mỏng như nè đó, nhỏ như nè để làm cho món cơm tấm nè, thì cả nhà thấy nè, wow, hấp dẫn không? Đó, và thứ hai nữa là cái nước mắm á, nước mắm kẹo với ớt xay nhuyễn ra. Đó, cả nhà tràn lên. Đó, cả nhà tràn lên. Đó, trông rất là ngon ha. Đó, về mới là cơm tấm với một thêm một phần ấy lên trên nữa. Đó, thì hành phi á, thì cả nhà thích ăn hành phi thì cả nhà bỏ hành phi vô. Còn nhà thích ăn hành phi thì thôi. Đó. Ở nhà thấy ngon không, hấp dẫn không, thì cái mình sẽ ăn thử cho cả nhà coi. Đó, như gì cũng là cơm tấm nè, rất là đặc biệt ha, đầy đủ luôn. Đó. Ngon lắm cả nhà, hương vị quê hương ngon lắm. Tiếp theo ở nhà về đây là phải ăn trứng cần ngũ hoàng, nó hấp dẫn luôn, nhà thì ngon không? Vừa ha. Rồi cả nhà, hồi nãy nên đang review ăn cho cả nhà, tự động có máy sập mùa. Thôi giờ tiếp tục về cả nhà đi, rồi bây giờ tan hết trơn rồi. Giờ bắt đầu mình ăn đi cả nhà. Rồi. Tôi thích cái dừa chua ở đây cả nhà, dừa chua ở đây đặc ngon. Ta thử luôn cái ly pha sữa tan nè. Nè ở nhà thấy không? Ở dưới miền Tây á hay làm kiểu cà phê sữa gì ha. Tức là ly cà phê sữa. Xong rồi người ta sẽ khi mà làm xong ly cà phê sữa ở trên ta sẽ chế miếng cà phê lên. Giờ tan mất tiêu. Nhưng đặc biệt đó là cái nhà đá là được đập ra. Ha. Đá được đập ra pha với ly cà phê sữa. Trông nhìn rất là ngon. Ở dưới đây rồi cái này nó mới là đúng gu á cả nhà, đúng gu ly cà phê sữa.
Hello, rồi cả nhà ơi, sau khi mà Ninh ăn ở quán Hướng Dương xong ấy ha, thì Ninh sẽ có một số cái chia sẻ cho cả nhà nè. Cảm nhận tại nãy trong đó đông quá, dưới ồn quá, Ninh sợ chia sẻ cả nhà không có nghe rõ. Tức là quán này cả nhà đặc biệt nhất là cái món cơm tấm nha, nhưng mà bên cạnh đó nó còn rất là nhiều những cái món khác. Hồi nãy là mấy anh em định kêu là ba dĩa khác nhau luôn, một dĩa gà, một dĩa cơm tấm và một dĩa sườn cộng, là ba cái món hầu như là đặc sắc nhất ở đây để ăn. Nhưng mà cuối cùng ai cũng thèm cơm tấm ở cái nhà, lâu quá lâu rồi về quê mà, phải không, thì thèm món gì mình ăn món đó, cuối cùng là thèm cơm tấm. Thì cuối cùng ba người kêu ba dĩa cơm tấm nên là không quay được nhiều những cái món kia cho mọi người. Nhưng mà nên có đi một vòng nên quay lại hết cho cả nhà luôn, thì ở đây rất là nhiều món ăn ha, đặc biệt là món cơm tấm, rồi món canh củ hoa, bên cạnh đó có canh cải thịt, đủ loại canh luôn cả nhà, đủ loại mì miếng rồi bún phở, đầy đủ hết ở đây, bán đầy đủ luôn. Còn cơm, đủ loại cơm luôn, cơm heo quay, cơm gà nướng, cơm mà nên thấy đặc biệt có cái cơm đùi gà nướng này cũng ngon nè, rồi sườn cộng nướng, rồi nói chung là ba chỉ, rồi nói chung là xá xíu, nói chung đủ loại hết cả nhà ơi. Nói chung ở đây là cả nhà muốn món gì có món đó, mà rau sống, đồ chua, đồ rất là ngon ha. Thì nếu có dịp mà cả nhà ghé Long Xuyên thì cả nhà nên đến đây ha. Địa chỉ là số là 20 Phan Đình Phùng nghe cả nhà, và đối diện nó là cái chợ luôn, chợ Mỹ Long ha. Thì cái nhà đi vào đây cái nhà ăn, trời, nói chung cái quán này nổi tiếng quá rồi. Cái nhà sệt cái lại ra, cả nhà nhìn đông lắm cả nhà ơi, giờ này là buổi trưa đông nghẹt luôn á nha. Rồi chúc cả nhà có một cái chuyến đi, nếu mà tới Long Xuyên thì ghé ăn ngon miệng nha, vào buổi trưa nha cả nhà. Thì ở đây nó bán như là từ trưa tới chiều tối luôn hay sao á cả nhà, nhiều lắm. Thì tới An Giang có rất nhiều điểm ăn ngon, cả nhà nhớ ghé ăn thử trải nghiệm nha. Còn bây giờ tiếp tục hành trình, mình sẽ di chuyển lên tới Châu Đốc, với hành trình cũng khoảng 30-40 cây số nữa thì chúng ta sẽ về tới Châu Đốc nha. Đi thôi cả nhà. Rồi cả nhà ơi, khi mà cả nhà chạy một đoạn từ Long Xuyên mà lên tới trên một chút, khoảng 10 mấy cây số, cả nhà sẽ gặp một cái ngã ba nữa nha. Thì cả nhà đi về bên trái là cả nhà sẽ đi về Chi Tôn ha. Đó là một trong những địa điểm du lịch rất là nổi tiếng. Và tiếp theo đó là cả nhà sẽ đi về bên phải, nhà sẽ đi về Châu Đốc nha cả nhà. Rồi ok, đó chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi cả nhà ơi. Nhà ơi, Ninh đang đi qua một cái con đường rất là xinh đẹp với nhà, một bên là đường, một bên là con sông á. Và điều đặc biệt để muốn nói với cả nhà đây là cái hoa này cả nhà. Đó, cả nhà thấy bữa nay cái hoa nở rất là đẹp á. Hoa này thì Ninh nghe nói như là tên là hoa hoàng hậu á cả nhà. Đó. Nếu mà cả nhà về, khi mà đoạn đường về tới Châu Đốc quê Ninh á là đi lên nữa luôn á, thì nhà thấy toàn những cho người ta trồng hoa này trông rất là đẹp ở nhà. Nhưng mà ở đây nó xen lẫn thêm cả những cái con sông trông rất là đẹp, những chiếc xuồng bơi, chỗ này là chỗ đẹp nhất. Cái cung đường này là trung đường gọi như là từ Châu Thành lên Châu Phú á cả nhà. Đó là một trong những con đường rất là đẹp ha. Đó, một bên là sông, một bên là đường, rất là đẹp luôn.
và ở dưới sông thì rất là nhộn nhịp những cái tàu bè. Chỗ này cũng là nơi tập kết rang xay gạo, lúa gạo đó cả nhà, nên là cả nhà nhìn rất là nhộn nhịp ha. Bắt đầu mình bước vào một cái cung đường chánh cả nhà. Thì cái cung đường này á cả nhà là một cái cung đường vô cùng tuyệt đẹp, và cung đường này Ninh cực kỳ thích cái cung đường này luôn cả nhà. Khi mà về miền Tây quê Ninh á, đặc biệt là quê Ninh á, các bạn sẽ được chạy qua cái cung đường này ha. Thì do là cái cung đường ngoài trước đây á cả nhà thì nó bị sạt lở cả nhà, nên là người ta mới làm một cái tuyến đường chánh này để cho mình chạy vào cái tuyến đường bên trong này để tránh nguy hiểm ha, tránh bị sạt lở do nước nó dâng lên, nó đập vào thì bị sạt lở đất, sạt lở đường ha cả nhà. Thì cả nhà thấy một cái cung đường chánh này vô cùng tuyệt đẹp cả nhà ơi. Hai bên là lúa chín rồi, năm nay đợt này đi đúng cái mùa, quá đẹp luôn cả nhà. Lúa chín vàng cả cánh đồng luôn nè cả nhà thấy không? Ôi một cung đường như tranh vẽ luôn cả nhà ơi. Và cung đường này được chạy tốc độ rất là cao nha. Nhưng mà tại do Ninh đang đứng quay cho cả nhà xem nên là nó nên chạy chậm. Cả nhà thấy không? Một cung đường vô cùng tuyệt đẹp luôn cả nhà ơi. Hai bên là đồng lúa bát ngát bạt ngàn luôn. Và những cái dãy mà người ta trồng cây ăn trái cả nhà rất là nhiều ha. Cả nhà nhìn vô cùng đẹp cả nhà ơi. Cung đường này như là thơ luôn á cả nhà. Và đặc biệt chạy trên cái cung đường này á, Ninh nhớ lại trong cái hành trình đi Hội An của Ninh á cả nhà. Đi Hội An là chúng ta có qua một cung đường rất là đẹp á, mà cung đường nó rất là ngắn ngủi thôi. Còn ở đây là một cung đường rất là dài đó, mười mấy hai chục cây số ha. Cả nhà có thể chiêm ngưỡng một cánh đồng đầy lúa vàng ôm luôn á, nếu đúng theo từ người ta diễn tả là vàng ôm á cả nhà. Và rất là đẹp nha, một cung đường vô cùng đẹp cả nhà ơi. Cả nhà hãy cùng với Ninh chiêu cung đường này nha. Đó, và bạn chỉ dẫn chúng ta về đến Châu Đốc còn 27 cây số nữa thôi. Rồi chúng ta đi thôi cả nhà. Cả nhà thấy cung đường đẹp không? Vô cùng đẹp ha. Hello cả nhà ơi, bây giờ là 1 giờ luôn. 1 giờ từ 7 giờ sáng mình chạy tới đây, 1 giờ là bao nhiêu tiếng rồi ta? Là 4 tiếng hả? 12, 5 tiếng hả? 6 tiếng. À, 6 tiếng là mình đã về tới Châu Đốc rồi cả nhà. Thì sau thời gian mình ăn uống chạy từ từ quay phim rồi này kia ha. Thì về tới đây là 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ cả nhà, thì bắt đầu cả nhà nhìn mình trước nha. Rồi. Có một cái lúc nào khi cả nhà mà tới với Châu Đốc á, cả nhà sẽ nhìn đập vào mắt cả nhà đầu tiên đó là cổng chào đó, lễ hội cấp quốc gia ha, biết bài xứ núi Sam đó. Thì Ninh xin chào đón cả nhà đến với Châu Đốc nha. Thì ở đây cả nhà, Châu Đốc quê của Ninh nó là sẽ rất là nổi tiếng với hai thứ mà cả nhà ai tới đây cũng đều biết hết. Thứ nhất đó là vía bà Chúa Xứ Núi Sam ha. Thứ hai là mắm. Đó là đặc sản, tại vì dùng đất quê Ninh đó là đầu nguồn của đồng của là sông Mekong cả nhà, chảy qua sông Tiền và sông Hậu ha. Nên là cá nước ngọt rất là phong phú, thì người ta ăn không hết thì người ta qua làm mắm. Và bây giờ nó trở thành một ngành luôn rồi cả nhà. Một cái ngành nghề luôn rồi ha. Thì cả nhà thấy đây, chào mừng cả nhà đến với Châu Đốc An Giang ha. Thì từ cái cổng chào này đó cả nhà, thì cả nhà đi vào tới Châu Đốc cũng thêm khoảng là 4 cây số nữa, 4 đến 5 cây số nữa chúng ta mới tới ngay cái thành phố Châu Đốc này cả nhà. Thì ngày xưa Châu Đốc là thị xã Châu Đốc mà sau này là lên là thành phố Châu Đốc ha. Thì ở cổng chào này cả nhà bên tay trái á, thì cả nhà sẽ đi vào bến xe mới nha, bến xe Châu Đốc mới ha. Còn ở đây nó có khu đô thị thành phố Châu Đốc đó này cả nhà.
đó, mà khu đô thị này thì còn vắng đó. Bên tay trái thì cả nhà sẽ đi tiếp, bên tay trái thì cả nhà sẽ đi vào cái bến xe Châu Đốc, còn hồi nãy là bên tay phải là cả nhà sẽ đi vào bệnh viện Đa Pha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến với thành phố Châu Đốc. Thì thành phố Châu Đốc cả nhà nó nằm nó có một cái công viên chính ha, nó nằm ngay chân là cái bờ sông luôn, rất là đẹp ha, bờ sông của sông Hậu chứ, đúng rồi sông Hậu cả nhà, sông Tiền hay sông Hậu ta, đúng rồi sông Hậu cả nhà ơi, đúng rồi Hậu đây nè. Đó, cả nhà quẹo trái là cả nhà sẽ vào bến xe miền Tây nha, gì bến xe Châu Đốc rồi vô miếu Bà Châu Xứ luôn đó, cả nhà đi tắt cái đường đó, còn cả nhà đi thẳng là cả nhà sẽ đến với thành phố Châu Đốc. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình này cả nhà. Khi mà tới thành phố Châu Đốc á, cả nhà sẽ được nên giới thiệu thêm một cái chỗ ăn. Chỗ ăn này là một cái món khá nổi tiếng của Việt Nam, và đặc biệt là Châu Đốc thì nó có đặc biệt hơn, đó chính là bánh mì đó. Bánh mì cả nhà ơi, thì giờ trưa giờ chiều gì đó hay tối gì đó, cái món này rất là hữu dụng nha. Và bánh mì Châu Đốc cũng là một trong những cái loại bánh mì rất là nổi tiếng ha. Thì cả nhà tới đây thì cả nhà sẽ ăn được, thử trải nghiệm cái bánh mì này nha. Giá cả thì cũng rất là hợp lý cả nhà. Và sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình, nên sẽ kết thúc hành trình tại tượng đài Cá Ba Sa, trong cái chuyến hành trình nên đi từ Sài Gòn Châu Đốc nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, khi mà tới đây nên lại muốn giới thiệu cho cả nhà xem cái chỗ này nha. Thì đó là cái phà Châu Giang ha, và sau này nó sẽ là cái cầu bắc qua Châu Giang, thì nó sẽ nối liền giữa Châu Đốc với Châu Giang ha, Châu Giang đi Tân Châu luôn á cả nhà. Đó, ở đó là một cái nhánh riêng của tỉnh An Giang nữa ha. Thì bên đó là cái người dân tộc Khmer ở rất là nhiều cả nhà, Chăm Khmer ha. Thì bên đó cũng là một trong những cái văn hóa rất là hay luôn cả nhà. Nếu có thời gian có dịp nên sẽ giới thiệu cái bên đó cho cả nhà xem nha. Thì đây nè cả nhà, ngoài trước mặt cả nhà nè. Đó, thì cái bến phà Châu Giang ha. Đó, đây là bến phà Châu Giang nè. Đó cả nhà. Một cái sông bắc qua cũng rất là lớn ha. Thì người ta đang xây cái cầu để mà sau này cái cầu sẽ nối qua bên đó luôn. Rồi. Đó, tiếp theo là mình đến cái trục đường chính của thành phố Châu Đốc cả nhà. Cái trục đường này thì nó dọc bờ sông ha. Trục đường này là trục đường Lê Lợi nghe cả nhà. Ôi ôi, cái quán này hồi xưa là quán này cũng nổi tiếng lắm cả nhà. Bây giờ quán này dẹp luôn rồi. Cái quán này là cái quán Sunrise nhìn về bờ sông nè. Ôi sao đợt dịch dẹp luôn rồi. Và ở đây nổi tiếng với cái khách sạn Victoria nghe cả nhà. Đó, đây là một trong những khách sạn mà Ninh rất là muốn được trải nghiệm và giới thiệu đến cả nhà một lần á. Nhưng mà Ninh sẽ giới thiệu đến cả nhà trong cái tập khác, và ở trên một cái Victoria trên núi Sam ha. Thì đây là thành phố Châu Đốc đó, bắt đầu chúng ta đi vào cũng được chính cái thành phố Châu Đốc cả nhà. Ồ ha, trồng hoa sứ trông rất là đẹp ha. Đây là nơi tập trung tất cả cái về hành chính của Châu Đốc luôn á cả nhà. Và nhìn về hướng sông ha, nhìn về hướng sông Hậu thì chúng ta sẽ có một cái công viên rất là đẹp. Thành phố Châu Đốc ở đây xa 6 tiếng. Và ngoài sau lưng nên là một cái công viên và một cái sông rất là đẹp. Và ở đây nên muốn cho cả nhà xem cái này. Đi đây cả nhà thấy cái lồng bè không? Nè cả nhà thấy lồng bè không? Đây này cả nhà, đây là tượng đài Cá Ba Sa ha. Đây là biểu tượng của thành phố Châu Đốc cả nhà. Tại vì ở đây quê Ninh là nuôi rất là nhiều cá Ba Sa để bán á. Bên đây, ở đây có một cái khung cảnh rất là tuyệt đẹp luôn nha. Cả nhà có dịp thì tới đây nha. Đó, cả nhà thấy không? Đặc biệt là những cái làng bè này, những cái làng bè này cả nhà là cho du lịch luôn nha. Thì bây giờ người ta đã ốp lên những cái màu trông rất là đẹp ha, để cho làm du lịch luôn trên sông ha. Đó, cả nhà ở đây thì nó cũng có cái dịch vụ để cả nhà đi và cả nhà trải nghiệm cái làng bè trên sông.
địa điểm mua bánh mì ha. Thì cả nhà sẽ đi cùng với Nin vào cái địa điểm mua bánh mì này cũng dễ lắm cả nhà. Nó nằm ngay chân chợ Châu Đốc luôn. À. Thì mình sẽ đi nha. Ok, ở đây có mấy cái tiệm mấy cô bán rau câu đồ nhìn ngon quá cả nhà. Đó, đối diện cái nhà là chợ Châu Đốc rồi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ chạy qua đây để mình mua bánh mì. Thì ở đây á, cả nhà, thì ở đây có một số tiệm bánh mì ngon nha. Thì có, nhưng mà có hai tiệm bánh mì. Thứ nhất là cái địa điểm nó gần, mình dễ di chuyển, mình dễ mua. Thứ hai nữa là nó cũng ngay trung tâm luôn. Đó là một bánh mì Bà Tư Bé. Thứ hai là bánh mì bé tư. Bánh mì bé với bánh mì bé tư nha cả nhà, nhưng mà thôi mình mua bánh mì bé tư nha. Rồi vô đây. Rồi mua bánh mì bé tư. Đó. Có sẵn luôn hả? Ờ, chả đựng cắt nha chị, đang từ từ á. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn không? Đây là chả lụa nha. Rồi cả nhà ơi, wow, sau một thời gian đi mua cái này thì lần nào đi về quê đi có đều mua cho mẹ với ba đi ăn hết, tại ba mẹ đi rất là thích cái món này, đặc biệt mẹ này rất là chả. Và đối diện bên đây là cái nhà tất cả nó, wow, thiên đường mắm. thiên đường mắm luôn cả nhà, rất là nhiều mắm ha, rất là nhiều loại luôn đó. Nhưng mà Nin sẽ giới thiệu chi tiết với cái nhà vào một cái clip sau, cái vlog sau của Nin. Còn bây giờ Nin sẽ kết thúc vlog ở đây. Bye bye. Rồi cả nhà ơi, cả nhà tới cho đó, cả nhà nhớ ăn cái tiệm bánh mì đó nha, bé Tư. Cái bánh mì rất là ngon ha, chả làm cũng rất là ngon, đặc biệt là cái pate cả nhà nên rất là thích. Ở những nơi khác cả nhà có thấy sẽ thấy được rất là nhiều, ví dụ như biến tấu là cả nhà ăn bánh mì này này nọ kia phải không. Còn riêng cho đó, cả nhà chỉ có pate, chả lụa và đồ chua thôi, dưới một cọng hành, nhưng mà dưới một miếng dưa leo, nhưng mà ăn rất là bắt luôn cả nhà. Rưới đặc biệt là cả nhà rưới lên một chút xíu tiêu á thì cả nhà ăn cảm giác rất là ngon, tại vì mì ổi mì rất là giòn, rất là ngon, cả nhà ăn sẽ rất là thích luôn. Nên là cả nhà nhớ có tới thì cả nhà nhớ thử bánh mì của Châu Đốc quê Nin nha, nhớ nha cả nhà, mì rất ngon luôn á, rất ngon lắm á. Một ổ giờ thì cả nhà có thể kêu người ta làm á, và trước Nin ăn thì có mười mấy ngàn thôi, bây giờ đã lên 20 ngàn, 25 và 30, mình muốn làm bao nhiêu thì mình làm. Thì cả nhà nhớ ủng hộ bánh mì, ủng hộ ẩm thực của quê hương Châu Đốc Nin nha. Rồi cả nhà ơi, Nin sẽ chạy một vòng cái chợ Châu Đốc cho cả nhà xem nha. Bên đây là cả nhà sẽ thấy cái mặt bên đây là người ta bán những cái đồ như giày, dép, túi, sách, rồi sữa, đồng hồ, rồi rất là nhiều thứ, nói chung là về quần áo, giày dép ha.
tiếp theo là cả nhà sẽ tới cái đồ khô nha. Đó, cả nhà nhìn nè nha, rất là nhiều, bán những rất là nhiều những cái món đồ khô ha. Đó, là có tôm khô, rồi rất là nhiều tôm khô, củ kiệu, mắm, đó, rất là nhiều luôn. Đó, cả nhà thấy không? Rất là ngon ha, trông rất là thơm luôn. Cả nhà chạy qua đây là cả nhà thấy thơm phức luôn á. Để nên đảo lại cái dòng bên kia là cho cả nhà thấy nha. Cả nhà thấy bên kia có gì nha. Rồi, bắt đầu mình đi nha. Dòng nha. Ôi, đi bồ câu nhiều đẹp quá nha. Câu nhiều quá cả nhà ơi. Ô, đi không dám chạy mạnh, sợ chạy trúng nó nè cả nhà. Wow, đó, cả nhà thấy. Bên đây thì sẽ là cũng là cái quần áo nữa. Đó. Đợt này là do Ninh đi về khá là gấp rút nên Ninh không có đi vô trong làm chợ để quay cho mọi người xem, mọi người có thể xem ở ngoài nha. Tại bây giờ là xe của Ninh đang được chờ cả nhà ơi để chạy về. Để mà đưa cho em nó làm trang trí để mà ngày mai rước dâu ha. Đó, cả nhà thấy bên đây là nguyên một cái nhãn hàng đầy mắm và mắm cả nhà ơi. Đặc biệt ở đây là cả nhà thấy có những cái me á cả nhà. Đây là me Thái nha. Me Thái rất là ngon á, vậy nên me Thái ngon lắm á. Mà cả nhà phải biết mua đúng chỗ nha, mua không đúng chỗ là me nó sẽ dở nha. Rồi cả nhà chê là người cho đốc bán đồ dở là không đúng nha cả nhà. Đó, rồi cả nhà sẽ thấy ở đây thiên đường thốt nốt và những người ta đang ăn uống rất là nhiều ha. Ở đây trông rất là hấp dẫn. Đó. Ở đây có bánh bò cũng ngon nè cả nhà thấy cái trang trước mặt lòng chợ không? Vừa có bánh bò, vừa có thốt nốt rất là nhiều ha. Đó, cả nhà thấy cà ná nè, cà ná dầm, cà ná đập, cà ná dầm, ôi trông rất là đẹp. Rồi. Rồi bên đây là cả nhà sẽ có qua thấy cái quầy chuối nướng nè. Đó, rất là nhiều ha. Rồi cả nhà ơi, thước phim tới đây Ninh nghĩ sẽ cũng khá là dài rồi đó cả nhà. Thì Ninh rất là mong rằng Ninh sẽ trong cái hành trình từ Sài Gòn về, Ninh sẽ giới thiệu rất là chi tiết ha. Thường là Ninh sẽ làm rất là chi tiết để cho cả nhà, khi mà cả nhà chỉ cần xem cái clip thôi là cái vlog thôi là cả nhà đã có thể đi được luôn rồi. Đó, nên là cả nhà nhớ ủng hộ Ninh bằng cách cả nhà xem hết vlog nha. Nếu cả nhà nào đã xem cái thước phim của Ninh thì yêu quý Ninh nên cho Ninh một cái bình luận, hoặc là cho Ninh thả cho Ninh một cái chữ châu đốc cũng được, hoặc là CD cũng được nghe cả nhà, để Ninh hiểu là cả nhà đã xem cái clip của Ninh ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Nhớ like, share và subscribe kênh của Ninh nha cả nhà. Vlog Sài Gòn châu đốc tới đây là chấm dứt. Bye bye. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem những thước phim này nha. Merry Christmas. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.